Vâng, mình lại xin chào tất cả anh em nhé. Hôm nay thì mình lại quay trở lại với sơ đồ mạch điện. Và như những sơ đồ mạch điện mà trước đây mình đã lên thì hôm nay mình lại tiếp tục chia sẻ với anh em sơ đồ mạch điện chính xe Elite 125 đời 2018, nhưng mà xe này sử dụng khóa thông minh. Vâng, thì mình cũng đã lên sơ đồ lên bảng đây rồi. Đấy, thì những anh em nào chưa có điều kiện tiếp cận được tài liệu thì anh em xem và anh em cũng có cái nhìn tổng thể hơn về sơ đồ mạch điện chính của dòng xe Elite đời 2018 sử dụng smart key này nhá. Đấy. Thì điện dương ắc quy 12V được đưa lên bằng dây đỏ, đúng không ạ? Và anh em thấy gì? Cái dây đỏ này sẽ chia nhánh tới ba cái cầu chì. Điện âm ắc quy thì vẫn được đưa lên bằng dây màu xanh lục và được bắt ra mát khung rồi, đúng không ạ? Đấy. Thì ba cầu chì này anh em thấy có một cái cầu chì chính 25A và hai cầu chì 10A, đúng không ạ? Vậy thì cầu chì 10A thứ nhất, đấy, sau khi điện dương ắc quy đi qua thì chuyển màu thành dây xanh lục nhạt, đấy, và dây xanh lục nhạt sọc đen này này sẽ đưa nguồn tới SCU, chính là bộ điều khiển khóa thông minh. Đây là chính là nguồn cho SCU chức khóa đây. Đấy. Tiếp theo là nguồn chức khóa cho đồng hồ. Đấy. Và qua một rắc nối thì chuyển màu thành dây xanh dương. Đấy. Và đi tới còi báo nhé. Còi này là còi báo chứ không phải là còi xe bình thường đâu anh em ạ. Đấy. Còi mà ta bấm tìm xe nó kêu bíp bíp ấy. Đấy chính là cái còi báo điện tử. Vâng, tiếp theo là điện dương ắc quy đi tới cầu chì 10A này và sau khi đi ra thì chuyển màu thành dây đỏ sọc xanh lục và đi thẳng tới tiếp điểm của ổ khóa điện và nằm chờ đó. Tiếp theo, đường dây đỏ dương ắc quy chiếc khóa đi tới cầu chì chính 25A và sau khi đi qua cầu chì chính 25A đi ra bằng dây đỏ sọc trắng và đi tới tiếp điểm của dây lè chính, đúng không ạ? Nằm chờ đó. Vậy thì sau khi mà ta bật khóa điện và anh em quan sát thì khóa điện thì có hai dây vào và hai dây ra, đóng cùng đóng và tắt thì cùng tắt, đúng không ạ? Vậy khi ta bật ổ khóa điện thì dây đỏ sọc xanh lục này sẽ được nối sang dây đen sọc trắng, đồng thời dây đen này cũng được nối sang dây đen sọc đỏ. Đấy. Vậy thì ta đi tìm hiểu về cái nhánh dây đỏ sọc xanh lục này nối sang dây đen sọc trắng trước, đúng không ạ? Khi mà điện dương ắc quy sau cầu chì 10A này đi qua cái dây đỏ sọc xanh lục này, đấy, được nối sang dây đen sọc trắng, thì ngoài cấp nguồn cho các thiết bị điện phía sau nó thì nó còn gì, đi tới cái cuộn từ của dây lè chính. Và gì, bởi cuộn từ của dây lè chính đã được nối mát bằng dây xanh lục rồi, đúng không ạ? Đấy, cho nên là cũng gì, dây lè chính cũng đóng tiếp điểm. Đấy, đóng tiếp điểm má vít để nối điện dương ắc quy sau cầu chì chính 25A này, dây đỏ sọc trắng được nối sang cái thanh đồng này anh em này. Đấy, nối sang thanh đồng. Và anh em thấy cái thanh đồng này thì nó dẫn điện đi tới hai cái cầu chì phụ sau tiếp điểm của dây lè chính. Cầu chì phụ thứ nhất 10A đi ra bằng dây đen sọc nâu. Đấy, và gì, cấp điện cho công tắc còi. Đấy, rồi đi tới dây lè xi nhan. Đấy, rồi tới công tắc đèn phanh trước và công tắc đèn phanh sau. Đấy. Cầu chì phụ 10A tiếp theo từ thanh đồng này. Đấy. Và sau khi điện dương ắc quy đi ra thì bằng dây màu đen và đi lên ổ khóa điện. Và lúc này ổ khóa điện bật rồi, cho nên dây đen sẽ được nối sang dây đen sọc đỏ và cấp nguồn cho các thiết bị điện phía sau nó, bao gồm cụm đồng hồ và công tắc đèn đêm. Đấy. Vậy thì cái dây đen sọc trắng, đấy, ngoài cấp nguồn cho cuộn từ và cuộn từ hút tiếp điểm rồi, đúng không ạ? Đấy. Thì dây đen sọc trắng này cấp nguồn cho các thiết bị điện bao gồm kim phun, bơm xăng, van từ evapo, đấy chính là van bay hơi xăng đây anh ạ, anh em ạ. Đấy. Rồi rắc đọc lỗi DLC thì đây chính là nguồn cho máy đọc lỗi. Đấy. Rồi cấp nguồn cho van từ cầm chừng nhanh, đúng không ạ? Đấy, van từ cầm chừng nhanh.
cấp nguồn sau khóa cho ESC, đấy, rồi cấp nguồn cho cảm biến tốc độ VS, đấy, rồi đi tới công tắc an toàn. Vậy thì cái công tắc an toàn này nằm ở đâu? Thì với xe này thì công tắc an toàn đấy, thì nằm thường thì nằm ở bên trái song song với công tắc đèn phanh anh em nhé. Thường thì trước đây mạch đề thì anh em bóp công tắc đèn phanh thì mạch đèn phanh sẽ dẫn tới công tắc khởi động đấy, ngoài ra thì đèn phanh sáng. Thế nhưng mà với dòng xe này thì mạch đèn phanh sẽ không liên quan tới hệ thống khởi động nữa, mà có một cái công tắc an toàn riêng đấy, để dẫn điện tới công tắc khởi động và được lắp song song với công tắc khởi động nhé. Đấy, rồi dây đen sọc trắng này cấp nguồn cho SCU, đây chính là bộ điều khiển khóa thông minh. Rồi cấp nguồn cho cuộn từ của rơ le sạc đề chính là rơ le 5 chân anh em nhé. Rồi cấp nguồn cho mô bin sườn. Đấy, cấp nguồn cho mô bin sườn. Đấy, đây là cái dây đen sọc trắng sau ổ khóa điện. Và anh em thấy gì với sơ đồ như thế này thì anh em có thể tìm được nguồn khi mà tới các thiết bị điện này bị mất, thì anh em sẽ gì có cách tra cứu cực kỳ nhanh và chính xác luôn, biết được nguồn cho kim phun dây đen sọc trắng này xuất phát từ đâu, đúng không ạ? Đấy, sau ổ khóa đấy, rồi nguồn cho bơm xăng van từ evapo xuất phát từ đâu đấy, anh em lần ngược lại thì vẫn là sau ổ khóa điện, đúng không ạ? Đấy, tất cả như vậy, tương tự như vậy, thì đấy là cách tra cứu mà anh em cũng biết được là khi một là mất nguồn tới các thiết bị điện, hai là bị chập mạch đấy, thì anh em rất dễ tìm. Bởi ví dụ như cầu chì 10A này đứt thì chắc chắn là chỉ có những cái gì thiết bị điện phía sau cái cầu chì 10A này đấy, theo dây đỏ sọc xanh lục này qua ổ khóa mà anh em bật khóa điện mới đứt, thì chắc chắn là anh em phải tìm cho mình cái dây đen sọc trắng này, chắc chắn là sẽ bị chập ở một thiết bị nào đó đấy, chập ở đâu đó các thiết bị này, thì anh em có cái nhìn anh em tìm nó rất là dễ, đúng không ạ? Anh em tìm rất là dễ, tìm được cái điểm chập mạch đấy, và anh em không cần phải tìm lan man ở các thiết bị khác cũng như là các mạch đường dây khác khi anh em có sơ đồ dạng này, đúng không ạ? Đấy, và cũng tương tự như vậy, nếu cầu chì 10A này đấy, sau tiếp điểm của dây lê chính này bị đứt, thì chắc chắn anh em phải tìm cho mình cái mạch đường dây này đấy, chính là dây đen sọc đỏ. Nếu anh em bật khóa điện nó đứt thì chắc chắn là anh em phải tìm cho mình cái mạch đường dây này đấy, xem chập mạch ở đâu, thiết bị nào gây nên chập mạch để cầu chì 10A này đứt, đúng không ạ? Đấy là cái phương pháp tìm chập mạch đấy, cũng như là mất nguồn tới các thiết bị điện, mà anh em có sơ đồ như thế này thì anh em tìm rất nhanh chóng và chính xác, mà không mất thời gian để mình có một cái khoanh vùng nó gọn hơn, đúng không ạ? Vậy thì với sơ đồ như này, anh em cần tài liệu thì anh em alo cho mình đấy. Ngoài ra thì tất cả những anh em mà mua các dòng máy Motoscan từ chỗ mình thì mình cũng đều gửi tặng anh em 5 tập sách sơ đồ mạch điện lẻ in màu để anh em tra cứu cho nó dễ nhé. Đấy, thì ngoài ra thì anh em cần các sản phẩm gì thì anh em cứ trực tiếp liên lạc với mình nhé. Ngoài các dòng máy Motoscan, rồi các bộ đồng hồ đo điện của Nhật Bản, cũng như là các bộ cáp kiểm tra ECU, đấy, các bộ IFO3, IFO4 chị hụt ga đầu đấy, rồi những xe bị hao xăng, rồi các bộ đồng hồ đo áp nhiên liệu, đo áp bổ đốt, đồng hồ được công ty DTDoto nhập khẩu từ Hàn Quốc, một chiếc đồng hồ 2-in-1 luôn. Đấy. Thì anh em cứ trực tiếp kết bạn Zalo với mình theo số máy điện thoại là 0979 407 116. Mình sẽ có những cái tư vấn cụ thể cho anh em nhé. Mình xin kết thúc video này đây. Hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.